ông tôi thì tôi muốn treo cái gì là quyền của tôi mắc mới gì tới cô hả tự nhiên la ôm sợm lên vậy tại sao cứ phải treo hình của jun e đã chết ở trong nhà của tôi như vậy cổ cũng đã chết rồi còn gì con người ai mà không chết tới cuối cùng thì tôi với cô cũng đều phải chết thôi có gì đâu mà cô phải sợ vậy vì đang trù tôi đó hả <laughs> cô đừng có nói là cô đang ganh tị với người chết đó nha sao cô sợ ba của xe jin nhìn thấy hình jun e thì sẽ động lòng nữa hả ôi cô đừng có nghĩ lung tung mà, giòn xúc. Có phải gì cố tình muốn chọc tức tôi dày dò tôi không? Mau tháo tấm hình xuống đi. <laughs> cô làm ơn đi mà. Tôi cũng đã già rồi. Nếu không cho tôi nhớ lại thời trẻ thì chắc là tôi buồn chết quá. Ai, tôi đang nghĩ, không biết là tôi có nên tìm con gái của Jun E hay không. Chắc là giờ này nó cũng bằng tuổi Sejin đó. <laughs> Cô bị điên rồi hả Dì mới điên đó Hình như dì bị bệnh già đáng trí rồi Cẩn thận chút đi Giòn <laughs> xúc có phải đầu bà có vấn đề gì hay không vậy hả mẹ nghe đi con gái cái gì biết chuyện gì hả chuyện ngộ độc thực phẩm đó mẹ hình như bé Đô hi đã biết chuyện này là do con làm rồi làm sao biết làm sao mà bé Đô hi biết được chuyện này con không biết nữa hồi nãy bé Đô hi tới văn phòng của con nhưng thái độ của cổ kỳ lạ lắm giống như đã biết được gì đó rồi mẹ Mẹ đã kêu con đừng nhúng tay vô rồi mà. Mẹ nói để mẹ làm cho mà con cứ xen vô. Con đừng lo lắng, chắc không sao đâu. Phải làm sao đi? Mẹ tự có cách của mình. Con. Không có liên quan gì tới chuyện này hết. Nhớ là con không hề liên quan. Có hiểu mẹ đang nói gì không? Được rồi. Vậy nha. không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lời dặn của cấp trên thôi mà. Vậy bị tiêu chảy ói mửa là các người làm giả có đúng không? Sau khi chúng tôi bước ra khỏi tiệm gà đó thì đã uống thuốc tiêu chảy. Ông nói nếu chúng tôi nằm viện thì mấy người kia sẽ chịu trách nhiệm. <laughs> Bây giờ ông lại mang thêm một tội nữa đó là tội hủy hoại chứng cứ. Bộ ông nghĩ là tôi sẽ mang bản ghi âm chính tới hay sao? À, cô lại, rốt cuộc cô muốn cái gì? Ông muốn tôi phải làm sao đi? Muốn tôi tới sở cảnh sát hay không? Hay là muốn tự chuộc lại lỗi lầm, sau đó làm ăn kinh doanh tiếp? <laughs> tôi làm ăn đâu phải là một hai ngày. Cô tưởng tôi sẽ sợ cái gọi là bằng chứng giả này của cô hả? Sở cảnh sát hả? Tôi muốn tới sở cho lời khai về chuyện liên quan tới ngộ độc thực phẩm. Dĩ nhiên rồi. Tôi đã có chứng cứ và bằng chứng nữa. Hơn nữa tôi còn... Là Kang Tê Chun. Đó là trưởng phòng Kang Tê Chun của thực phẩm AB sai tôi. Sau đó sao? Sau đó cổ nói sao? Yên tâm đi, tôi làm theo lời dặn của bà rồi. Tôi biết rồi Tôi sẽ trả hết số tiền đã hứa cho ông Nhớ giữ mờ miệng đó Bẹt đồ hi. Cô muốn ép tôi điên lên mới vừa lòng có phải không? Giờ tôi đang về văn phòng đây Cũng sắp hợp hội đồng cổ đông Giờ tôi đang lo lắm cô có biết không? Tới tìm gà rán thử xem Dạ con biết rồi con đang qua đó nè Anh cứ qua đó trước đi ha Lát nữa tôi qua sau Dạ con biết rồi 5 phút nữa con tới ngay Dạ Chính là Trưởng phòng can tê chôn của thực phẩm AB sai tôi làm Phải làm sao đi Cậu hãy giúp lần này đi Tôi đã nói với họ là do cậu sai khiến Cậu coi như là gì xê chim Mà đứng ra chịu hết mọi chuyện đi Mẹ kêu con ra đây không phải là để bàn bạc với con mà là thông báo với con hả? Sao cậu không nghĩ đó là lỗi của ai? Cũng tại vì cậu không chịu làm nên Chin nó mới làm thay cho cậu thôi đó. Không lẽ cậu không thể hy sinh một chút cho Sejin sao? Nếu như họ không bỏ qua chuyện này, cậu nghĩ Sejin sẽ không có gì hả? Chuyện này sẽ đem tới một cú sốc rất lớn cho nó. Sejin nó là người thừa kế tập đoàn Bekdo, nên nó không thể xảy ra chuyện gì được đâu biết chưa? Tính ra thì con cũng may mắn thiệt. Trước khi Sejin trở thành người thừa kế tập đoàn Beddo, con vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Vậy chắc con phải ráng cố hết sức mình để sau này còn hữu dụng chứ. Nếu như cậu cũng biết như vậy thì quá tốt, cho nên chuyện lần này cậu cũng phải ráng lên. Xong chuyện rồi, tôi đi đây, Mẹ à Sao mẹ lại bắt Tê Chun làm vậy hả mẹ Vậy Không lẽ con muốn gánh hết tội đó sao Con đừng có lo Mẹ sẽ nói với ba con Đừng có trừng phạt Tê Chun nặng quá Nhưng cũng không thể làm vậy Anh Tê Chun ánh vô tội mà Vậy con muốn mẹ phải làm sao Hạng người như nó đâu có xứng đáng cưới con làm vợ Nó vì con hy sinh Mười 10 lần, một trăm lần hay một ngàn lần cũng đáng mà Nhưng mà Sao tới giờ này mà Bác Đô Hy vẫn còn im lặng vậy? Nếu cổ đã biết là do Tê Chun làm, thì ít ra phải có hành động gì chứ? Anh Xê Quang, không phải con trai của ôm anh chung sao? Mẹ làm cái gì vậy? <laughs> mẹ làm cái gì vậy? Điện thoại của con mà mẹ. Đưa đây. bao à... Mau đưa đây. À không được đâu, đừng có bắt máy mà mẹ. Con im đi. cái <laughs> bông à? Là anh nè. Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi, chúng ta là trời sinh một cặp mà. Cho nên chúng ta không thể nào xa nhau được đâu, làm lại từ đầu đi em. Cho dù anh làm trâu làm ngựa cũng được, hai chúng ta khó lắm mới được ở bên nhau. Chúng ta không thể chấm dứt như vậy được, em đừng bỏ cuộc nghe chưa? Bởi vì anh không thể mất em. <laughs> cái thằng này điên thiệt rồi. Đúng là con trai của ôm anh chung Miệng bồm lúc nào cũng ngon ngọt hết à, Ai vậy? Nè Mẹ ơi mẹ làm gì vậy Bất lịch sự quá đi à Trả lại cho con đi Con tránh <laughs> ra đi Cậu hãy nghe cho rõ đây Cậu mà dám bám theo gưm bông nữa Tôi sẽ cho mẹ của cậu biết tay Cậu về mà kêu ôm anh chung mẹ của cậu Lo mà dạy cậu đi nha Cậu có biết không hả <laughs> Cái thằng nhỏ này Nếu như mày Mà còn gặp lại con trai của ôm anh chung nữa Vậy thì đừng có gọi tao là mẹ Có biết không <cười> <cười> Mẹ <cười> Trời đất ơi Bây giờ mẹ của cổ cũng biết luôn rồi à. Xin chào quý khách <laughs> Chào cái gì Có khỏe không con Hả? À, <laughs> con trai cưng Ba đừng có làm vậy được không Bà thím này tới đây làm chi vậy Chỗ này là nơi mà con làm việc đó ha hòa wow, bự như cái sân vận động vậy làm người ta thấy thiệt là dễ chịu chỗ này ăn có mắt không con Hiếm đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa trở về làm tốt công việc của mình đi thằng nhỏ này sao mà nói chuyện với mẹ mày kỳ à. dữ vậy không biết đạo diễn đạo diễn bên này bên này thằng nhóc này chính là con trai của tôi chào chú đi con người này đó là đạo diễn trong bộ phim mà ba sắp đóng vai chính đó con mau chào hỏi ông đi vậy hả à, mẹ cũng là nữ chính ở trong phim đó con mẹ con sắp được mọi người biết đến rồi Mẹ thấy dạy diễn này phù hợp với mẹ dữ lắm Mẹ sắp sửa đổi tiếng rồi đó con Nhưng mà phải công nhận là con trai của hai người cũng đẹp trai quá <cười> <cười> Đẹp không? Đạo diễn à, đúng là ừ. có mắt thiệt ha Đứa con này của tôi á là sự kết tinh hoàn ừ. mỹ nhất ở trên đời đó Muốn tìm chỗ nào không đẹp trên người nó cũng khó lắm Nếu như cậu ấy đi đóng phim á, thì tôi thấy đóng người bệnh tâm thần là hợp lý nhất à. Cái gì? Mặt tôi mà đóng người bệnh tâm thần hả? Anh à, nè con trai, Mau mời đạo diễn vô trong ngồi đi hả? À, phải đó Mau đem thức ăn ngon nhất lên tiếp đãi đạo diễn đi Mình đi thôi đạo diễn Chỗ này đẹp thiệt ha Con trai, cô lên Tự nhiên mình thấy có mùi lừa gạt ở đâu đây thì phải Cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi, thưa tổng giám đốc. Tôi biết rồi, Bác Đô Hi, cô đang ở đâu? Bây giờ tôi đang về đây. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều người, cho nên cô đừng để ý quá. <laughs> em thấy vẫn còn chưa muộn đâu Không muốn làm thì đừng làm Nhưng mà anh không muốn thấy em gặp chuyện gì hết Cũng may là anh còn làm được chút chuyện cho em nữa Sắp trễ giờ rồi, mình mau đi thôi Lát nữa gặp trong phòng họp nha Tây Chun à Nếu biết đô hi không đá động gì tới chuyện này Thì anh cũng đừng nói gì hết Tuy em không biết Bác Đô hi đang dở trò gì Nhưng em không muốn anh phải hy sinh Cho nên tốt nhất anh đừng nói gì Đợi qua một thời gian Rồi chúng ta mới tính tiếp Anh tự biết lo liệu. Tê chú nè. Chuyện ngộ độc thực phẩm lần này, chúng ta vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Lần này tôi triệu tập cuộc họp cổ đông, là vì muốn mọi người hiểu rõ thực phẩm AP đang đứng trước khó khăn, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Chúng ta không thể nào bỏ qua chuyện lần này được vì nó có ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của công ty. Chúng tôi quyết định sẽ không tin tổng giám đốc Bắc Hy Cung nữa. Đầu tư vào một tiệm gà rán mà không ai tin tưởng là một chuyện rất vô lý. Tôi kịch liệt phản đối chuyện này. Nếu đúng như những gì lần trước đã hứa, tổng giám đốc Bắc Hy Cung phải từ bỏ thực phẩm AB. Còn phải đủ việc giám đốc bedo Đồ Hy. Phải đó, phải đúng đó. đó. Đủ việc cổ đi. Đủ việc cổ đi. Đi. cổ đi. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình nếu như ib gặp khó khăn là tại vì tôi vậy thì tôi quyết định buông tay từ bây giờ trước khi đuổi việc tổng giám đốc bác hi cung tôi có một chuyện rất quan trọng muốn mọi người biết rõ nếu tôi nói trong vụ ngộ độc lần này Do ai đó Có ác ý muốn chơi xấu chúng tôi Thì mọi người Có còn muốn đuổi việc tổng giám đốc Bắc Hy Cung nữa hay không Có chứng cứ không Tất nhiên Là tôi có rồi Tôi sẽ cho các người xem Không cần phải đem chứng cứ ra đâu Tôi thấy là không cần Chứng minh cái gì ở đây hết bởi vì chuyện này là do tôi đứng sau sai khiến. Trưởng phòng can à, có phải là anh điên rồi hay không? Dù trên hợp đồng có ghi là anh chịu trách nhiệm về chuyện này, thì anh cũng không thể gánh chịu tất cả mọi chuyện được. Đừng khờ quá như vậy chứ. Ừ, Đem chứng cứ ra đi. Tôi sẽ đem ra ngay. Vào đi. Mấy người bọn họ chính là chứng cứ. Tất cả những bệnh nhân này đều là bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm. Xin chào tất cả mọi người. Bởi vì chúng tôi thấy tiệm gà rán đó lúc nào cũng đông khách nên chúng tôi muốn làm tiền. thật ra lúc đầu chúng tôi chỉ muốn chơi cho vui thôi. Ờ, phải phải đó. lúc đó say quá nên dẫn thôi. sau khi chúng tôi ăn gà ở tiệm đó xong, dạy một mạch ra tiệm thuốc để mua thuốc tiêu chảy về uống. Ờ, bởi vì lúc đó chúng tôi nói với bệnh viện là đã ăn gà, nên họ mới suy đoán là chúng tôi ngộ độc thực phẩm. dạ ờ, thiệt đó, chúng tôi chỉ dẫn chơi thôi. thì ra là vậy. <laughs> mấy người này đúng là bị điên rồi. chuyện gì mà dẫn cho được? Chuyện đó sao rồi con? Tê Chun có tự thú nói là mình làm không? Không có. Vậy là... Cuối cùng thằng nhóc đó vẫn không chịu hy sinh hả? Vậy bé Đô Hi có nói là do con sai họ làm hay không? Không có ai phải chịu tội hết. Mà là do mấy bệnh nhân đó tới nói là họ chỉ dẫn chơi thôi. Cái gì? Sao lại như vậy được? Con cũng không hiểu sao bé Đô Hi lại làm vậy nữa. Thiệt là không hiểu nổi. Bởi vì chuyện này là do tôi Đứng đằng sau sai khiến Trưởng phòng can à Có phải là anh điên rồi hay không Cho dù trên hợp đồng có ghi là anh chịu trách nhiệm về chuyện này Thì anh cũng không thể gánh chịu hết tất cả như vậy được Anh đừng khờ quá là trưởng phòng can thi chun của thực phẩm AB đã sai tôi làm. Cậu ấy nói chỉ cần không cho họ ký hợp đồng là được. Cô đã có chứng cứ của tôi ở trong tay rồi mà. Sao... Sao lại đổi chứng cứ khác chứ? Sao cô không chỉ chứng tôi luôn cho rồi đi? Tại sao lại giấu giùm tôi hả? Bởi vì tôi biết. Không phải là do can Tae Chun làm, cái này không phải là tác phẩm Của giám đốc Chang Se Chin Với mẹ của cổ hay sao? Nhưng đáng tiếc là tôi Không tìm được bằng chứng xác thực Nhưng chỉ cần tôi biết anh không có liên quan tới chuyện này Như vậy là đủ rồi Mết Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Rốt cuộc tại sao cô lại đối với tôi như vậy? tôi đã nói với anh rồi mà không hiểu sao tôi lại rất quan tâm tới anh thật sự cô rất giống cô gái đó thật sự cô rất giống tôi có cảm giác như cô chính là cổ gì? tôi đoán không sai một chút nào tôi biết trước thế nào kang tê chun cũng sẽ phạm một sai lầm giống nhau tuy là tôi rất quan tâm tới anh nhưng mà làm gì cũng phải có cân nhắc bởi vì tôi là pet dohi kang tê chun mày điên rồi mày đúng là hoàn toàn điên thiệt rồi. Lina Yen, người yêu cũ của Kang giống y chang như cô vậy. Đúng là lạ thiệt. Người giống người thì thôi đi. Luôn bản năng và tính cách cũng giống nhau là sao? Bách Đô Hi, cô thích Kang tê chun lắm hả? câu hỏi của anh nghe mắc cười thiệt á lúc họp kang tê chun đã tự thú rồi sao cô lại che giấu cho nó đơn giản thôi vì đó không phải là sự thật vậy hả nhưng tại sao tôi lại có cảm giác giữa cô với kang tê chun giống như có một sợi dây ràng buộc hai người vậy tôi đang thắc mắc tại sao tôi lại phải trả lời cho cảm giác này của anh vậy chứ hãy nhớ cho kỹ kang tê chun là chồng của Trang se chin là cháu rể của tôi khuôn mặt của cô chỉ giống người yêu cũ của Kang tê chun mà thôi chứ hai người không có bất cứ quan hệ nào hết tôi hiểu rất rõ cho nên tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải ngồi ở đây để nghe anh nói những lời này nữa cô không biết sao cô biết tôi đang ghen tị với nó không dù chỉ có một phần trăm khả năng cô cũng không được có tình cảm với nó hãy đem tình cảm đó quăng thùng rác đi vì tôi không chấp nhận được đâu ông có chắc không? có chắc là ông đã nói vô căn tê chuông sai ông làm không? chắc là cô chưa hiểu con người của tôi rồi. tôi với mẹ của cô đâu phải mới hợp tác một hai lần. mấy chuyện khác tôi không chắc nhưng tôi không bao giờ làm trái ý mẹ cô. chàng xe chin đi. qua phòng của tôi uống trà được không? sao cô lại làm vậy? rõ ràng cô đã biết rõ chuyện này chính là do trưởng phòng Kang tê chun đứng sau lưng vậy mà cô còn tìm người bị hại tới nói dối mau nói đi tại sao cô lại bảo vệ cho Kang tê chun lý ra cô phải nói lời cảm ơn tôi mới đúng tôi cũng không hiểu tại sao vợ anh Kang tê chun lại có thể nổi nóng với tôi như vậy nữa không lẽ cô nghĩ là tôi không tìm được chứng cứ hay sao Tại tôi không tìm thôi Chứ tôi biết rất rõ Là do cô và mẹ của cô đứng sau lưng chuyện này Tôi nói vậy có đúng không? Cô dựa vào đâu mà dám nói những lời này với tôi? Trang si Chin, nếu như cô còn vậy nữa Cô có tin là tôi sẽ tìm chứng cứ xác thực hơn nữa không? Cô đang hỏi tôi Tại sao tôi lại bảo vệ cho chồng cô sao? Nói đi tại vì tôi muốn giúp cho anh ấy bởi vì người bị hại thật sự trong chuyện này chính là can tê chun không phải vậy sao trà của cô ngon lắm Là chàng xe chiên đi Tôi muốn nhờ ông một chuyện Nhưng mà ông không được nói lại với mẹ của tôi Có thiệt không vậy? Đám người đó tự biên tự diễn hết mọi chuyện hả? Ô, cảm ơn anh nhiều nha Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm à. Tự biên tự diễn? Nói vậy là sao? Vụ ngộ độc đó là do họ say rượu nên giỡn chơi thôi à, à Cái gì? Giỡn chơi hả? Có thiệt không? họ tự biên tự diễn hả ờ ừ. cô bé đô Hy đã điều tra rõ ràng rồi à, 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 mẹ ơi à, mẹ à, 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 à. cảm giác ra sau khi trở thành người bị hại hả xin lỗi vì con đã làm cho mọi người lo lắng Là chị hay là Sê Chin? Hay hai người họ hợp tác? <laughs> Dù gì thì Cậu thấy cậu nên xin lỗi con mới phải Vì con là người thân của cậu Về phòng đi Dạ con ngủ ngon Con về bắt đua hi Nếu chủ lần này xử lý tốt cậu sẽ cầu hôn với cổ lực nữa ngủ ngon Gì đây? Không phải nước hoa của mình. Em làm gì vậy? À, em đang muốn đem đồ đi giặt. À, mai phải nói với chị giúp việc mới được. Bữa nay mệt lắm phải không? nhưng công nhận chúng ta may mắn thiệt hơn là mấy người đó chịu đứng ra nói mình phải mời Đô hi đi ăn cơm mới được nếu không nhờ cổ thì anh đâu có được yên thân ngồi đây trang sư chim anh cảnh cáo em lần cuối cùng đừng có làm mấy cái chuyện này nữa nếu cứ dùng thủ đoạn này tiếp người chịu thiệt là em đó em biết rồi em sẽ nhớ thiệt kỹ nhưng mà em thấy Bếc đồ hi hình như muốn gả vô nhà này lắm rồi nên mới làm vậy để lấy lòng cả nhà vậy à chắc vì vậy nên mới chịu giúp cho anh à. Mẹ à. Phải làm như vậy mới được thiệt mà. Mình phải tìm cho ra con gái của Yun-e trước khi quá muộn. Nhưng sao tự nhiên mẹ lại muốn tìm con của cổ? Tại vì mẹ có cảm giác lạ lắm. Lúc mà còn đi học á, mẹ là bạn thân nhất của cổ mà con. Sau khi lấy chồng xong thì mất đi liên lạc. À à không, nếu nói một cách chính xác là mẹ cắt đứt liên lạc. Yun-e có gọi cho mẹ nhưng mẹ không có trả lời chuyện đã qua lâu rồi, sao tự nhiên giờ mẹ lại muốn tìm họ hả? Mẹ rất muốn tìm con cổ, bởi vì mẹ có chuyện muốn nói với con gái cổ. Ba si chi nè, à, con giúp mẹ đi. <cười> <cười> xin chúc mừng bà Từ bây giờ tiệm gà rán của bà chủ đây Với lại công ty thực phẩm IP của chúng tôi Đã ký hợp đồng thành công <laughs> Cảm ơn gì Tôi nhất định sẽ cố gắng Không làm gì thất vọng đâu Lần này phải cảm ơn giám đốc biết đồ hi mới đúng Cũng may là nhờ có cô Tôi mới có thể ký hợp đồng Với công ty lớn như vậy Tôi mới là người nên cảm ơn gì Sau này xin gì chỉ dạy nhiều hơn Cảm ơn cô. Thành thật cảm ơn cô. Mẹ, mẹ lại nữa rồi. Mẹ đừng có như vậy mà. Đô Hi sẽ thấy ngại lắm đó mẹ. À, xin lỗi nha. Tôi đã dặn lòng là không được vậy. Nhưng không hiểu sao. Tôi xin phép ra ngoài một chút. Khoan đã. Cô nói vậy là sao? Đô Hi của chúng tôi có khối u trong người hả? Bộ gì không biết hả Làm sao đây Con lỡ miệng nói cho dì biết rồi Có lẽ Đô Hy không muốn dì lo Cho nên mới không nói cho dì biết Là ai nói vậy Ai nói Đô Hy đó Có khối u ở trong tim ai nói như vậy hả Lúc con sắp xếp các bệnh án Vô tình thấy bệnh án của Đô Hy con gì Khối u ở trong tim của cổ Là một trường hợp rất hiếm thấy <laughs> Dì ơi Dì ơi Có thiệt không? đuôi của tôi, nó có một khối u ở trong tim có phải thiệt không? Vì AP của chúng ta. Vì tiệm gà rán của bà Giang Man Xuất. cả ơn. <laughs>